Sư cho con hỏi nguyên nhân gì mà người già lại có xu hướng tuyệt thực để chết? Tự hành hạ mình như vậy. Ví dụ cụ bà có tinh thần rất minh mẫn, nhớ không sót chuyện gì và khỏe mạnh, tập thể dục, đi đứng như siêu nhân, ăn uống rất khỏe, một bữa một tô cơm, ba bữa ba tô, chưa tính bữa phụ là bánh ngọt nước, camera ghi lại, nhưng hễ cứ gặp ai là bảo con cháu bỏ đói, không chăm sóc lo lắng gì, nói xấu con cái, nói theo kiểu đời là chứng ạ, cứ hai ba bữa là kiếm chuyện giận dỗi xong bỏ ăn, dai dẳng như vậy cả năm trời, cứ ai ghé thăm là kiếm chuyện bỏ ăn cơm canh, cứ kêu đổ đi vứt đi không ăn. Xong gia đình con thấy bà vậy cũng muốn bà bỏ tật đó, nên bảo nhau là khi nào bà đói thì kêu tụi con bới, chứ giờ hỏi bà cứ ăn không ăn hoài cơm canh đó tội tình gì. Ba ngày đầu bà cũng không nói năng gì, kêu bà nội không ăn, cứ tới bữa thì ngóng, nhưng tụi con hỏi bới ra thì không ăn. Chị con bảo không ăn cơm thì ăn bánh, để bánh đó cũng không ăn, hỏi thì không trả lời, hỏi mãi quá không ăn, nhịn gần 10 ngày thì bà chết. Sư cho con hỏi trường hợp này gia đình con có tạo nghiệp hoặc gián tiếp làm bà mất hay không? Xin thưa là cái câu chuyện của quý vị á, nó làm sư nhớ tới một số cái tích ở trong đạo Phật á, là có cái vị có một cái ông trưởng giả, ông rất là giàu, nhưng mà ông ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ông sống như là một người nghèo hèn. Rồi tới khi ông chết thì tài sản thì có rất là nhiều và xung công quỹ hết, nhưng mà ông không có xài lại một đồng nào cả. Thì trong trường hợp đó thì đó là do đâu? Do năm xưa đó, ở kiếp quá khứ ông này đã từng cúng dường Phật Độc Giác, cho nên là ông có được cái quả báo giàu sang. Nhưng sau khi ông cúng xong, ông có lòng hối tiếc, hối hận, cho nên là ông không có hưởng được cái quả đó. Tức là có giàu nhưng mà không hưởng được cái tài sản do sự giàu có đó của mình. Hay là trong một cái trường hợp khác, để suy nhớ coi, có một cái con cò là vợ quá khứ của vua Trời Đế Thích á, thì sau khi nhận được cái lời khuyên giữ giới của vua Trời Đế Thích, thì con cò nó nhịn ăn do cái chuyện nó giữ giới và nó chết. Thì nó là cũng là cái do quyết định của con cò, mà nhờ như vậy là nó giữ được giới. Hay là do, hoặc là như trường hợp của cái con chó ở trong, nhớ hình như là ở trong Tương Ưng, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài đi ngang qua đó, thì ngài con chó nó sủa, ngài nói cái gì nó quên, sư quên rồi, mà đại loại là do kiếp trước mà nó còn luyến tiếc á, cho nên là đời nay nó sanh làm con chó mà bây giờ nó còn luyến tiếc nữa hay sao. Thì con chó nó nghe như vậy nó buồn quá, cái nó không ăn được, nó chết. Thì gia đình á, cái người con á ở trong nhà mới tới là mắng vốn Đức Thế Tôn, mà Thế Tôn làm gì mà sáng làm gì mà con chó nó không chịu ăn nữa, mà nó đói nữa chết. Thì Thế Tôn mới thuật lại như vậy đó. Và Đức Thế Tôn nói là cái này không phải là do ngày hại nó, mà tại vì nó suy nghĩ rồi nó chán đời rồi nó tự nó nhịn thôi. Cái chuyện nó quyết định nó nhịn á là do nó, chứ không phải Đức Thế Tôn cũng đâu có kêu nó chết đâu. Nhà Thế Tôn không kêu nó chết. Mà tự nó thôi, tự nó chán đời. Do đâu vậy? Do đó con chó nó nhớ là năm xưa đó nó từng là người chủ của gia đình này. Thì lúc sống á, làm thì để dành tiền, thì chôn được cái hũ vàng á. Chôn được cái hũ vàng á, rồi thì cái lúc chết á, chưa kịp chăn chối, cho nên là sanh làm con chó. Mà con chó nó nằm thì nó nằm ngay chỗ cái hũ vàng á. Thì Đức Thế Tôn nói cái con chó đó là cha của ông đó. Ông không tin á, thì bây giờ ông đào cái chỗ con chó nó hay nằm á, có cái hũ vàng ở dưới đó.
Thì cái nguyên nhân là do nó có sự luyến tiếc cái tài sản. Thì người con đào lên và thấy quả thật như vậy. Tóm gọn lại, trong ba trường hợp mà sư nói thì nó có nghĩa là gì? Thứ nhất là cái chuyện mà mình quyết định mà mình nhịn ăn là quyết định của mình, chứ nó không phải là quyết định của người khác. Tức là không phải người khác không cho mình ăn, mà do mình quyết định nhịn ăn. Cho nên cái chuyện gì, cái hậu quả xảy ra sau đó, mình không thể đổ lỗi cho người khác. Nhớ nha, không thể đổ lỗi cho người khác. Và đó là quyết định của mình. Gọi là tự làm thì tự chịu. Cái thứ hai là có khả năng do tác động của nghiệp, cho nên tới thời điểm đó họ không muốn hưởng nữa. Tức là cái nghiệp nó tới đó rồi, bắt đầu cái quả nó trổ, thì họ không muốn hưởng nữa. Tôi không muốn ăn, tôi không muốn uống nữa, do cái nghiệp nó bắt đầu nó trổ rồi, thì họ sẽ phải làm cách này cách kia. Rồi trường hợp tiếp theo nữa đó là do họ giữ giới. Mà xin thưa thì cái chuyện giữ giới này thì nó không dính dáng tới cái sự kiện này. Cái thứ trường hợp tiếp theo là do nghĩ về cái sự đời của mình chán, buồn, chán, nản, cho nên là tự mình nhịn ăn. Thì trong trường hợp đó, tất cả đều là quyết định của bản thân vị ấy, chứ cũng không có phải là chuyện của mình. Cho nên là quý vị cũng không cần phải tự trách mình lắm đâu. Chẳng qua là nó chỉ là cái duyên. Mình chỉ là cái duyên, là cái cớ để cho sự kiện nó tiếp tục, nó diễn tiến như thế. Chứ bản thân mình không hề có ý muốn như vậy. Cho nên là quý vị cũng không cần phải ăn năn, phải day dứt nhiều về sự kiện này ha. Đây, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.